Tại vì mới biết tin anh có kết quả âm tính lần một thì em mừng rơi nước mắt luôn ạ. Tuyệt vời quá. Dạ, anh có phát hiện dương tính không? Anh không có triệu chứng gì hết mà chỉ có cùng làm ở công trường có một 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 người F0 thôi á, mà công ty mới cho test test thử thì là bị dương tính. Đến thì và em nhận được tin thì em có gửi cho anh một hộp viên và một hộp bột. Em có dặn anh dùng là mỗi ngày một gói viên và 2 cốc bột ạ. Và trong đó lúc trong trong thời gian đó cách ly tại nhà thì anh em cũng có dùng thêm trái cây và vitamin bổ sung nữa. Chỉ bổ sung dinh dưỡng ăn uống rồi dùng wellness của mình thôi. Anh có dùng thuốc gì không chị? Dạ không, mà không có thuốc gì đâu. Chỉ Ạ. bổ sung dinh dưỡng và vitamin thôi ạ. Vâng ạ, may mắn quá bởi Và tại vì cái COVID này thì không có thuốc nào điều trị cả. Chỉ vì có sức đề kháng của mình để kháng lại cái con virus đó được thôi ạ. vâng, đúng rồi ạ. Và sau 1 tuần, đúng không ạ? Sau đúng 7 ngày thì anh em có kết quả dương tính. Âm Và tính bây giờ vẫn cách ly. âm Vẫn tính. cách ly để theo dõi tiếp. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì sức khỏe hoàn toàn bình thường. Hay Không quá. bị sốt, không không bị sốt gì hết. Vâng ạ. Tức là cái con virus thì nó sẽ không bị tiêu diệt bởi kháng sinh đâu mọi người. Bất kể Đúng virus rồi. nào cũng thế, không không tức là kháng sinh nó không xử lý được. Nên là chỉ có một cái cách duy nhất là chúng ta sẽ cần phải tăng cường cái sức đề kháng của mình lên thôi. Cũng giống như là những em bé các bạn đấy bị ốm thì thường là nguyên nhân là từ virus hay còn gọi là siêu vi đấy, thì là cứ để các bạn ấy sốt gọi là hết 3 ngày xong là những cái triệu chứng năng chứng nó sẽ hết dần đi, chứ còn dùng thuốc kháng sinh nó cũng không không có tác dụng gì hết. Nên là vì thế nên là anh trai của chị Ngọc sau 1 tuần đúng không ạ, dùng wellness đều đặn mỗi ngày một gói viên này, 2 cốc bột này, cũng như là tăng cường thêm hoa quả các thứ. Hoa quả tươi thì lại rất là giàu enzyme đúng không ạ, nó sẽ và trong cơ thể của mình khi mà nó có virus thì cái enzyme của mình nó sẽ điều chỉnh thành cái enzyme để gọi là hỗ trợ cho cái hệ miễn dịch của mình đấy, nên là cái hệ miễn dịch của mình nó sẽ được tăng cường. Và em cũng rất là chúc mừng chị cũng như là gia đình, bởi vì thật sự đấy là một cái Dạ. tin có lẽ Dạ mừng rất là đáng mừng đúng không ạ. Vâng ạ, Dạ em vâng. vâng ạ, cảm ơn chị Ngọc. Chị Ngọc là ở đâu Dạ chị vâng, em cảm nhỉ? ơn cả nhà. Vâng, chị Ngọc Tại ở em cũng hiện tại em cũng đang ở trong Hồ Chí Minh ạ. à, vâng Cũng ở trong tâm dịch luôn ạ.